hạt hạnh nhân có tốt không hạt hạnh nhân hòa quyện hương vị và lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe hạt hạnh nhân với vẻ ngoài nhỏ bé và màu sắc đẹp mắt là một loại thực phẩm vừa ngon miệng vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được xem là siêu thực phẩm Hạt hạnh nhân không chỉ là một món ăn ngon mà còn cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển và duy trì sự khỏe mạnh. Hạt hạnh nhân chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và các chất polyphenol giúp ngăn chặn quá trình lão hóa và bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đồng thời, chúng cũng cung cấp một nguồn dầu chất xơ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và duy trì sự ổn định của đường tiêu hóa. Không chỉ vậy, hạt hạnh nhân còn là nguồn dồi dào các axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit oleic. Những axit béo này có khả năng giảm cholesterol xấu LDL trong máu và tăng mức cholesterol tốt HDL, giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu. Ngoài ra, hạt hạnh nhân cũng chứa nhiều khoáng chất như magie, canxi và kali, góp phần cân bằng các điện giải trong cơ thể không chỉ hữu ích cho sức khỏe tim mạch. Hạt hạnh nhân còn có tác dụng tăng cường sự tập trung và trí nhớ. Chúng cung cấp một lượng lớn axit amin L-arginine, chất này giúp cải thiện dòng máu đến não, tăng cường hoạt động não bộ và giúp tăng cường trí nhớ. Thêm vào đó, hạt hạnh nhân còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp tăng cường sự phục hồi cơ bắp sau tập luyện và hỗ trợ quá trình giảm cân với những lợi ích vượt trội về sức khỏe mà nó mang lại không có lý do gì mà bạn không nên bổ sung hạt hạnh nhân vào chế độ ăn hàng ngày của mình hãy thưởng thức vị ngon độc đáo của hạt hạnh nhân và trân trọng sức khỏe của mình từng hạt một tuy nhỏ nhưng hạt hạnh nhân chứa một lượng lớn protein chất lượng cao điều này làm cho hạt hạnh nhân trở thành một nguồn cung cấp protein tuyệt vời cho người ăn chay và người muốn giảm cân protein không chỉ là thành phần cần thiết để xây dựng và sửa chữa cơ bắp mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và tiêu hóa thức ăn hạt hạnh nhân cũng là một nguồn giàu vitamin và khoáng chất chúng chứa vitamin b vitamin e maze canxi kali và seleni Tất cả đều là những dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe chung và chức năng cơ thể. Vitamin E chẳng hạn giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương từ các gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch. Magie và canxi làm việc cùng nhau để duy trì sức khỏe xương và răng, trong khi kali giúp duy trì cân bằng nước và điện giải nước và điện giải trong cơ thể. Ngoài ra, hạt hạnh nhân cung cấp một nguồn cung cấp năng lượng kéo dài nhờ hàm lượng chất béo tốt, protein và chất xơ, hạt hạnh nhân giúp duy trì sự no lâu hơn và kiểm soát cảm giác đói. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người đang ăn kiêng hoặc cố gắng giảm cân. Hạt hạnh nhân cũng có thể được sử dụng trong nhiều món ăn và công thức khác nhau. Bạn có thể thưởng thức chúng tươi ngon, giang giòn hoặc sử dụng như một thành phần trong các món tráng miệng, muesli, salad hoặc quả bơ. Sự linh hoạt này cho phép bạn tận hưởng hương vị độc đáo của hạt hạnh nhân trong nhiều cách khác nhau. Với hương vị tuyệt hảo và lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe, hạt hạnh nhân là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của bạn. Thêm hạt hạnh nhân vào thực đơn của bạn và bạn sẽ trải nghiệm sự kết hợp tuyệt diệu giữa hương vị ngon miệng và lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.